Hello các bạn, chào mừng các bạn đến video tiếp theo của mình. Mình là Thành Lập TV đây. Hôm nay mình cùng với các bạn không phải khám phá review ngôi nhà thờ nữa. Bây giờ mình với các bạn đi khám phá ngôi chùa Bà Thiên Hậu nha. Cùng nằm ở trên con đường Nguyễn Trãi, quận 5 nha. Ok, mời các bạn đi theo mình nha. Thì mình cùng với các bạn vừa bước ngôi chùa, mình phải bước qua cái cổng nè. Đó. Bước qua cái cổng, bây giờ mình sẽ quay ở phía bên ngoài zoom cho các bạn xem những chi tiết ở ngôi chùa này nha. Ok các bạn, bây giờ các bạn cùng theo mình vô ngôi chùa này có những chi tiết gì lạ cho các bạn xem nha. Thì mình biết là cái chùa này là chùa của người Trung Hoa. Đó, phía bên này là ngôi chùa. Đó. Ok các bạn, phía bên tay phía bên tay của mình đây thì có một ngôi thờ cúng nha các bạn. Và cùng đi theo mình phía trước này. Đây là khung cảnh cổ mọi người. Thì trước mình là một cái chỗ để đốt nhang hoặc đốt những cái kiểu người bên Phật á. Người ta hay thường đốt để cúng á, mấy cái tờ đó, đó hay thường đốt ở trong đây nha các bạn. Và cùng theo mình phía dưới này nha. Thì phía dưới này thì có một chỗ để thắp hương. Đây, chỗ này thắp hương nha. Và ở chỗ khu vực này thì có những cái bình kiểu gọi là bình hoa rất là chi tiết và được điêu khắc rất là đẹp nha các bạn. Và ở chỗ này thì đây là một cái gọi là một cái mô hình này. Một cái mô hình này. Đây là một hình như là một cái mô hình của chùa á các bạn. Đây là chùa nha các bạn. Còn phía bên này thì đây là những cái ống bơm nước chữa cháy nè. Đó, phía bên này nè. Các bạn nhìn phía bên này thì có một cái điêu khắc và rất là đẹp nha. Đó. Thì các bạn cùng đi theo mình đi chính vô trong ở phía bên này. Và phía bên này thì sẽ có những cái điêu khắc người thời xưa nha mọi người. Đó. Đây là thời những người Trung Hoa múa rồng sư á mọi người. Đó. Gọi là một chỗ hồ tụ. Còn phía dưới là đây là những hình ảnh các bạn có thấy không? Đây là một bức hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và người dân nhân dân nha, dân tộc nha. Đây phía bên này cũng vậy nha. Tổng thống Việt Minh nha. Đại hội tổng đại thống nhất Việt Minh. Còn phía bên này là những hình ảnh của Bác Hồ Chí Minh nha. Ok các bạn cùng đi theo mình, đây là những cái thẩm để viết á của các nhà hảo tâm nha các bạn. Đó. Còn các bạn đi theo mình phía bên này, quay lại phía bên này thì bên kia cũng có là những thẩm nguyện của những nhà hảo tâm nha. Đây các bạn, còn ở phía bên này thì cũng có cái đồ để mình thắp nhang thắp hương nha các bạn. Còn các bạn nhìn ở phía bên trên nè. Đó, đây là những cái lồng đèn kiểu dạng nhang nha các bạn. Đó, các bạn đi theo mình ở dưới chỗ khu vực này. Đó, như ở chỗ này thì mình có thể đứng cầu nguyện hoặc thắp nến này nọ nha các bạn. Quay hơn mình về mình chỉnh.
Ok các bạn, đây là những hình ảnh của những người dân nha, của người thời Trung Hoa nha. Đó, đây là bức tranh. Còn phía bên này tiếng Trung mình chưa biết nha các bạn. Đó. Nhìn ở đây có những bộ bàn ghế gỗ rất là đẹp nha. Đó. Cái này được nên nào, không được nên nào. À, gì đây vậy? Bật lên. Ok. Quay. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ đây là chỗ thờ cúng của một người ở trong một bộ phim Tam Quốc đó mọi người. Đây là ông Quan Công nha. Đó. Đây là những chỗ thờ phượng ông Quan Công.